Holiday chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello các bạn fan, chị Banda nha. Trời ơi, hôm bữa chị Banda với Happy chế tạo mấy cái sách đồ này quá chừng luôn nè. Thôi chị Banda đem vô cất hết. Ủa Happy, Happy sáng Happy làm gì đem cất cho chị Happy? Happy định đi bay á chị Banda, tại Happy thích bay lắm quý. Ôi, bay gì kỳ vậy? Bay gì mà xà xà dưới đất không vậy Happy? Happy bay lên cao kìa. Ủa, Happy bay cao quá nè. Trời, Happy tự ảo tưởng. Happy ơi, Happy bay không có cao tí nào hả? Ồ. Cũng đẹp Happy quá à. Chị Banda ơi. Gì vậy Happy? Happy thích bay cao lên bầu trời mà Happy bay không được. Chị Banda, chị Banda có cách nào cho Happy bay không? Ồ, có cách nào cho Happy bay không hả? Đúng. Rồi, chị Banda biết chế tạo máy bay đó Happy. Thì hả? Đúng rồi. Chế tạo liền đi chị Banda ơi. Chế tạo liền luôn hả? Đúng rồi. Thôi được rồi, hôm nay chị Banda sẽ chế tạo cho Happy một chiếc máy bay để Happy bay nha. Chứ để bay bằng cái cánh này tội nghiệp lắm. Bây giờ nếu mà muốn bay thì phải có sắt. À, nè chị Banda có sắt nè. Thôi đi về nhà chị Banda nung sắt nè Happy ơi. Ok. Rồi bây giờ chị sẽ để sắt vào lò chị nung nè. Bên đây nung phân nữa. Nhà bên đây nung phân nữa. Mình chờ có sắt xong rồi mình mới chế tạo nha. Cái máy bay này chế tạo bằng gỗ và sắt không mà thấy đơn giản không Happy? Đơn giản quá. Ồ, mà chị Banda quên mất một điều các bạn ơi. Muốn chế tạo chiếc máy bay này á, mình không phải chế tạo bằng cái bàn chế tạo thông thường được. Mình phải chế tạo bằng cái bàn chế tạo chuyên nghiệp để mà chế ra máy bay nha. Nếu mà muốn chế tạo chuyên nghiệp thì chúng ta cần sắt nè, hạt điện thạch nè và một khối vàng nha. Và cần một bàn chế tạo thông thường nữa và redstone nữa mới đủ chế tạo. Bây giờ thì chị Banda sẽ đi tìm những cái nguyên liệu đó về để chế tạo ra một cái bàn chế tạo siêu phẩm, siêu vip để chế ra cái máy bay nha. Yeah, đi đi thôi. Ủa lấy đồ nghề theo. Ủa mà đồ nghề chị Banda rất là nhiều rồi. Giờ mình cắt, chị Banda cắt bớt cái gì ta, cắt bớt những cái đồ không cần như là những cái cuốc mà để khơi làm ruộng á. Chị Banda đã soạn đồ xong xuôi rồi này Happy ơi, bây giờ thì mình đi thôi. Nếu mà tìm vàng và redstone thì phải đi mai nha. Sắt thì ở nhà chị Banda có rồi. Mai bên đây nè. Ủa Happy đâu rồi? Happy đang sau lưng chị Banda đây. Ok, xuống hang nè Happy ơi. Ok đi thôi. Không biết đó, cái hang mình hôm nay có vàng có sắt không nha. Ủa có redstone không nữa. Chỗ này hôm qua chị Banda thử cấp nè, có sắt bên đây nè. Vô lấy sắt đi Happy ơi. Thôi, lấy thêm cũng được. Còn một cục sắt ở dưới này nè chị Banda lấy luôn. Wow, may mắn ghê. Qua đây nè Happy ơi. Ok. Có mấy cái tờ nhện này nhìn bực mình quá Happy hả? Gặp Happy cắt nó ra đi Happy. Để nó dướng cái đầu mình á, với mấy cái bờ lóc này nè chị Banda đập luôn. Ôi, oh my god. Có sỏi sỏi. Mém tí là sỏi, sỏi này đè là hả? Ngẫm luôn Happy đúng ơi. Đúng rồi. Ô, vàng. Lấy vàng đi Happy ơi. Ok. Đó, lấy hết vàng luôn. Đập cái này đi cho nó trống trải. Để chi chặt nó chết luôn. Đúng rồi đó chị Banda. Vàng đây. Để chị Banda hay dữ vậy. Để chị Banda lấy đuốc ra cái đã. Chứ điều này hả? Tối lắm đó, mấy cái hàng mai nó được nó thui hà. Đúng. Wow. Chị Banda sẽ lấy vàng. Ủa bên kia có đá tôn kìa, Happy lấy đá tôn giúp chị Banda đi Happy. Ok. Wow, một khối vàng là đủ làm rồi đó Happy ơi. Đâu đá tôn trời, đá tôn luôn nè. Như là đào phụ Happy đi, Happy đào nổi luôn nè. Trời ơi, đá tôn nhiều. Cần chừng 2 miếng đá tôn thôi là đủ rồi Happy. 4, 11 cái đá tôn. Trời ơi, chị tới 14 miếng đá tôn luôn. Ôi thôi thôi. Happy với chị Banda ngược lại. Hình như là đủ đồ rồi đó. Bây giờ mình đi tè đi lên lấy hạt điện thạch nữa thì được rồi. Hai cái khối hạt điện thạch nữa là đủ rồi Happy. Đây, lợi cái cổng này nè Happy, lấy cho nó nhanh. Mình mượn gì mình xài. Ê, chưa, chị Banda chưa. Vậy à, chị Banda lấy này hả, chị Banda lấy lót đó nha. Đúng rồi, chị Banda khôn lắm. Cái cấp này hình như là nó bằng cái cấp kim cương luôn Happy. Cái cấp mà kẹo của chị Banda, cấp đường á. À, vậy hả. Đó, mà thấy chưa, xịn. Ủa mấy cục chị Banda? Hai cục là đủ rồi, Happy lấy giúp chị Banda đi. Chị Banda là phụ Happy nha. Chị Banda đừng có dần là thôi xong. Dần là nó trở lại bình thường đúng không? Đúng. Happy ơi, cái gỗ mà Happy chơi chị Banda chế tạo đó, mình có thể chế tạo được gỗ màu luôn đó Happy. Vậy hả? Ê vậy mình đi xuống dưới địa ngục mình lấy gỗ dưới luôn đi Happy. Ừ, đi. Lấy gỗ xanh nha. Chưa. Vậy, chị Banda ăn cái nha. Đó, áo vàng vô chứ. Ồ, Happy chu đáo ghê. Chứ không. Có áo vàng rồi chứ không có thì dễ mình đúng không? Muốn bắn mình. Rồi để cầm kiếm là trước. Vô. Kéo. Ngụm. Chia, bị chơi bên trong chia. Hòa tới rồi. Ủa Happy đang đâu? Nè chị nè, ủa? Ơ là la. Sao mà la trong cái chỗ gì mà nghe nó lập chiêu quá vậy? Á là la. Em lên. Em lên phải đảo ra. Cái này thì đào cũng dễ, cũng hên nha. Chứ không thôi là hả, đào hồi mệt cũng đi về đúng không Happy ơi. Ủa sao mình vô trong cái chỗ kỹ hả Happy? Ơ Happy đào bậc thang, Happy đừng đào tầm 7, chúng ta lớn được. Ờ vậy hả. Đúng rồi.
ra tầm 7 tầm 6 mình phóng là được, hai lớp là phóng không được rồi. Đây, lửa cháy quá chừng luôn. Giờ mình phải đi qua một cái vùng cây, có cây màu xanh đó Hebe ơi. Ồ vậy đó hả? Đúng rồi. Cây đâu mà ta? Chị Banda nhớ một lần vừa bước xuống là có nguyên một cái hàng cây luôn á Hebe. Ui giời ơi, cái chỗ hồi nãy Hebe bị kẹt nè mà Hebe không thấy. Ờ Hebe kẹt vô đó luôn nữa hả? Không, không phải, chỗ Hebe bị kẹt là chỗ đường ra này nè chị Banda. Mà Hebe không thấy. Bây giờ mình qua hướng bên này coi có cây không Hebe. Ồ, có cây nè Hebe ơi. Ừ. Có mấy cây màu đỏ này chứ tạo được không nha? Ơi kìa kìa kìa, gỗ kìa. Đâu, wow, đâu, mình sẽ lấy gỗ này. Ôi, gỗ này không biết ra màu gì ta, đi chị ra xem. Màu đỏ chà. Màu đỏ đậm. Vậy thì mình sẽ tìm thêm gỗ xanh nữa là được. Hebe lấy được nhiêu gỗ rồi Hebe? Hebe lấy được Ủa cái gì xanh xanh đất cho mình chị nè. Ủa cái gì kinh dị quá. Ở dưới này nhiều cái kinh dị lắm Hebe, hải hùng. Đúng rồi. Lấy chị... nha. Đúng. Gỗ màu đỏ. Rồi. Như cái là dây leo cũng như chị nè. Đúng rồi, bây giờ thì mình đi tìm thêm gỗ xanh nữa là được rồi Hebe. Đúng. Hebe thích cái máy bay Hebe màu gì? Máy bay Hebe màu xanh, chị Banda thì màu vàng đi. Màu vàng hả? Màu vàng ở đây sao chị Banda dưới địa ngục không có màu vàng Hebe ơi? Đây chỉ có màu xanh với màu đỏ thôi. Ê, có mấy màu gỗ thường nữa. Gỗ thường hả? Gỗ thường thì trên mình đầy nhóc. Đúng. Các bạn ơi, chị Banda với Hebe đi tìm cái đường màu xanh này thiệt là lâu luôn á các bạn. Hù rất là mệt luôn á, nó xa ơi là xa luôn. Đúng rồi. Hồi lúc trước lúc vừa vào trong cái cánh cổng là có cái đường màu xanh rồi, nhưng mà không biết sao hôm nay không thấy nữa. Phải đi xa như thế này nè. Xa dịu luôn Hebe các bạn. Có 26 gỗ nè. Đúng rồi, mình phải lấy gỗ càng nhiều càng tốt. Gỗ màu xanh này đẹp ghê luôn á. Không biết sao mà dưới địa ngục lại có gỗ màu xanh. Màu đỏ đẹp. Hebe không có thích. Ờ cái đỏ này hơi đậm quá. Đúng. Nhưng mà cái màu xanh thì đẹp. Đỏ cay á chị Minh Đăng. Đúng rồi. Lúc mà mình chế tạo ra gỗ thường á chị Minh Đăng. Ờ. Là nó sẽ màu hồng. Ngon. Không, nó màu đỏ đậm thôi Bi ơi. Bi thấy nó hồng. Hết hồn. Có vàng nữa nè. Có đó hết hồn các bạn. Có vàng nữa nè. Có vàng nữa hả Hebe? Ừ lấy vàng đi. Vậy bên đây cần vàng á. Ừ nè. Lấy vàng càng nhiều càng tốt. Vậy mình lấy dành mình xài. Ơ cái này leo lên được nè. Ừ đúng rồi. Cầu thang luôn. À vậy mình lấy dây leo này về mình xài Hebe ơi. Ok. Nên mấy cái dây này về mình làm cầu thang này được. Khỏi phải chế tạo cái cầu thang dây cho nó mệt hết Hebe. Đúng. Đó. Wow. Cái này đẹp lắm cầu thang dây. Hebe thích cái dây leo. Chị Banda cũng lấy nè. Thôi Hebe ơi, chị Banda nghĩ chắc đủ đồ rồi đó. Đúng. Chị Banda với Hebe sẽ đi về để chế tạo ra cái bàn chế tạo hả, siêu phẩm để chế tạo ra chiếc máy bay nha các bạn ơi. Về thôi Hebe ơi. Chị Banda đã về đến nhà rồi nè các bạn ơi. Vậy thì chị Banda sẽ nung vàng ra nha. Vàng quá chừng vàng luôn. Cái gì vậy Hebe ơi? Cất đồ vào trong bớt đi. À mấy cái sỏi rồi nè, không có xài nha. Rồi xong xuôi, chị Banda đã soạn đồ xong rồi nè. Bây giờ còn nhiêu đây sắt thì nung cho hết luôn. Trước tiên làm cái đó thì mình phải Hebe có chế tạo không? Cho chị Banda cái đi. Có, Hebe có hai cái luôn rồi. Rồi đâu đây. Chị Banda sẽ đặt một cái ra đây để chị Banda chế tạo đồ nha. Bào gỗ ra đi và làm gậy nè. Chị Banda sẽ chế tạo một cây cuốc nha. Ấy lộn, một cái rìu nè. Ơ chị Banda ơi. Chị Hebe. Hebe có rìu rồi. Thôi, vậy tự chị Banda chế phải cái rìu mới và cấp mới mới được. Thì Hebe có luôn nè. Ồ, nhưng mà chị Banda sẽ chế tạo cho nó tốt hơn. Bây giờ vàng đã có luôn. Vàng thì mình sẽ làm lại là một khối nha. Một khối mới chế tạo được cái bàn chế tạo đó. Đây, chị Banda đã đủ đồ để chế tạo cái bàn chế tạo siêu phẩm của chị Banda rồi. Là bàn chế tạo máy bay đó. Đúng rồi. Chế tạo bình thường cũng chế được. Bây giờ chị Banda sẽ bắt đầu chế cho các bạn xem nha. Hai cái khối hạt điện thạch thì mình để hai bên nè đúng không, và hàm một cây rìu, cây cấp và một khối sắt ở đây và một khối vàng và cái thành phần chính chị Banda sẽ để sau nha, hai cái đấy toàn để đây và cuối cùng là một cái bàn chế tạo để vô để chế tạo cái máy chế tạo. Yeah các bạn ơi, chị Banda đã cứu được cái bàn chế tạo rồi nè, đẹp chưa đó, nó màu đen đen xanh 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 xám, gỗ gỗ là nó nhiều với lại có gỗ chính giữa nữa, gỗ gỗ rồi mà chế tạo này xịn quá. Nếu mà xịn vậy thì mình sẽ ra ngoài mình làm đi Hebe ơi, đứng trong nhà đó đi, mình sẽ ra ngoài này mình làm máy bay cho nó ngầu. Đây đặt ra này, bang xịn chưa chị Banda ơi. Hebe bào gỗ rồi nha. Cái đó bào gỗ được không chị Banda? Chưa được, biết nha. Bào gỗ bình thường á. Được luôn hả? Quên, bào trong người cũng được chị. Đây nè, Hebe cho chị Banda gỗ nè. Đó, rồi lấy em né ra, Hebe né ra. Chị muốn đặt cái bàn chế tạo chị Banda đây. Bập, đây là cái bàn chế tạo thường và đây là cái bàn chế tạo xịn. Bây giờ thì mình phải cần bàn chế tạo thường nó mới được nha. Chị Banda sẽ chế tạo cái cánh nè. Cái cánh là như thế này. Ôi chị Banda nhầm. Ôi, I'm sorry. Chị Banda sẽ làm lại nha. Hai cái cánh, đó cánh đó. Thành chữ tích đúng không?
Đẹp chưa? Vậy thì bây giờ mình phải làm nhiều cánh. Nếu mà muốn có nhiều máy bay thì phải làm nhiều cánh. Happy làm được một cái cánh rồi. Vậy Panda sẽ làm thật là nhiều cánh luôn Happy ơi. Đây, được 4 cái cánh, 5 cái cánh luôn các bạn ơi. 5 cái cánh này thì sẽ chế tạo được 5 chiếc máy bay luôn đó nha. 6 chiếc. Thì bây giờ chị Panda sẽ bắt đầu chế tạo chiếc máy bay thông thường trước nha Happy, bằng gỗ thường nha. Ok. Đó, mình để cái trong trống vào đây và cái gỗ bên đây. Xong rồi mình chọn nè. Đây là chiếc máy bay 2 người thôi. Đây, 3 wow. Người lái. Và đây, đây, ủa? Anh chưa ra 3 người lái. Còn cái chiếc trực thăng đâu rồi nhỉ? Đâu, chiếc trực thăng đâu rồi? Nó ra 4 cánh không Happy ơi? À, chị Panda. Gì Happy? Nếu mà chúng ta muốn làm chiếc trực thăng á thì chúng ta phải để 2 cánh lận chị Panda. Ui, trực thăng tới 2 cánh nữa hả? Đúng rồi. Sao Happy khôn như vậy ta? Wow, là 2 cánh nè. Đúng không? Đây, 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 đây Happy ơi. Pew pew. Wow. Happy, Happy. Đó, chị Panda cho Happy chiếc máy bay đó. Happy bay thử đi Happy. Thank you. Bye bye thử đi Happy ơi. Wow, Happy cất cánh kìa các bạn ơi. Cái này lái được mấy người Happy? Happy đáp xuống rồi. Đáp xuống là dành số nha Happy. Happy đáp xuống, xuống là phải dè, yeah, đáp xuống đúng rồi, phải dè. Á, cái này đi được 2 người luôn Happy ơi. Happy chở chị Panda nha. Ok, wow. 1, 2, 3, pew. Tạch, 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 tạch. Chị Panda wow. Này đâu? Cái này nó xịn hơn cái cánh của Happy lúc nãy đúng không? Bay qua đất nhà luôn nè. Wow. Đã ghê các bạn ơi, chiếc máy bay đẹp quá nè, 2 người luôn nha. Đó, đáp xuống, đáp xuống. À, quá xịn luôn, đáp nhẹ xuống nè, đáp nhẹ thì mình giành xuống nha. Rồi, xong. Bây giờ thì chị Panda sẽ chế tạo thêm chiếc máy bay mà nó sẽ không có cái mùi ở trên. Là có một cánh nè, đúng không? Đúng rồi, thì mình phải xài một cái trong chống sắt. Đây. À, cái này hình như 2 người nè, Happy ơi. Happy, lại đây Happy ơi. Leo lên Happy. Leo lên. Quanh chu chị ở cất cánh. Wow, bốc đầu lên luôn. Wow, lộn ngược. Các bạn ơi, Happy lộn ngược luôn. Wow, con kỳ nhâm kìa, đẹp quá. Bay lên kỳ nhâm, nhìn kỳ nhâm đẹp lắm nè Happy. Đâu kỳ nhâm đâu? Quay lại. Quay đâu, quay đâu? Quay. Ủa, lạng nè. Đẹp quá, cho đẹp luôn. Kê kê kỳ nhâm. Đó. Nè các bạn hãy nhìn đó, con kỳ nhâm từ trên cao xuống đẹp thụ đó mất rồi. Đây 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 đây. Wow. Để Happy quăng lại cho chị Panda xem. Dễ thương ghê luôn các bạn ơi. Trời, Happy lái máy bay giỏi thiệt luôn Happy. Thì đó, nhậm rồi. Bây giờ mình đáp lại cái chỗ mình chế tạo đi Happy, mình xách máy bay mình ra đi. Okay, rồi đáp xuống nha, đáp nhẹ nhàng tình cảm nha. Bay ơi. Happy đáp cái nổ máy bay luôn các bạn ơi. Happy lỡ chuối đầu quá chị. Lỡ chuối đầu luôn hả? Đúng rồi, bây giờ á chị Panda sẽ tìm một cái chỗ nào đó để mình xách những chiếc máy bay của mình ra. Đập đi Happy. Bây giờ chị Panda sẽ sắp cái chiếc máy bay cho nó ngay ngắn lại đó. Một chiếc chị ở đây. Ơi. Chị Happy. Cái này mình làm màu được đúng không? Đúng rồi, gỗ màu mình vẫn làm được. Bởi vì chị Panda mới đi tìm gỗ màu với địa ngục này. Chị Panda. Vậy Happy làm được không? Được chứ, Happy chế tạo đi. Chị sắp okay. Máy bay ra nha. Đó. Chiếc máy bay này ngộ lắm nha. 2 chiếc rồi. Bây giờ chị chế tạo màu xanh nha Happy. Ok. Happy chế tạo màu gì vậy? Chế tạo nhiều màu luôn chị Panda. À, đây chị chế tạo một lượt luôn đi, màu xanh với cái gỗ màu đỏ lúc hồi nãy mình đi tìm á. 2 chiếc rồi xong, chị Panda sẽ chắc nó ra đây nè Happy ơi. Đứng như thế này thì một hồi nó sẽ quay đầu ra đằng trước đó. Chứ máy bay này nó ngu lắm các bạn ơi, tại vì mình đứng đằng trước thì nó sẽ quay đầu như ra trước đúng không, thì nó không hề. Wow, Happy cũng chơi như trang chị Panda. Đẹp quá, quá đẹp luôn. Bây giờ mình thử chiếc máy bay màu đỏ đó đi Happy. Ok. Nè đây đây, đây. Ủa Happy đâu? Chứ để Happy làm thì chiếc này cho chị Panda xem nha, cho nó đẹp. Ừ, chị Panda chỉ hết màu rồi. Hết màu cho nên chị Panda cắt vô cho rồi. Gì vậy Happy? Wow, đẹp không? Ồ, nhiều chiếc quá vậy. Đây, chiếc này là gọi là trực thăng nè. Còn đây là máy bay nhỏ nha. Chiếc trực thăng là cái cánh ở trên đầu Happy. Ờ, đúng rồi. Để Happy đó. Wow. Và chị Panda sẽ chế tạo một cái miếng thảm lót ở dưới cái lườn máy bay nhìn cho nó có cái điểm nhấn luôn nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ Happy cho chị lem nè, với sờ lem với lại hộp quạt. Rồi hộp ok, quạt bao nhiêu đó thôi. À, hộp quạt nè, Happy để trong rương cho chị Panda. Wow, Happy có sẵn. Ôi, hộp quạt nhiều quá. Rồi bây giờ chị Panda chế tạo trước nha. Ok. Thì Happy cho chị bóng nhờn với dưới thảm đi. Bóng nhờn. Hộp quạt mình để như thế này nha. Cái này là cái dạng như là cái ống khói á mà người ta kêu là cái bô để tăng tốc á, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Thì Panda sẽ chế nhiều cái luôn cho nó tiện ha. Ok. Đây. Wow wow. Ồ, phải như đây. Như vậy á là mình sẽ chế tạo rất là nhanh luôn nha. Ồ vậy đó hả? Ừ, đúng rồi. Rồi chị Panda chế tạo được 3 cái nè. Ba cái gì chị Panda? Ba cái đồ tăng tốc á Happy. Ủa cho chị Panda thảm với. Thảm hả? Sorry.
quên. Đây, vậy thì chị Bánh Đa sẽ trải bóng nhờn trước cho các bạn xem nha. Chị Bánh Đa ơi, dạ. Chị làm nó có màu được không? Được chứ, chị Bánh Đa không biết là chị Bánh Đa nói đại. Vậy Happy đưa màu cho chị Bánh Đa làm thử nha. Ok. Bánh Đa làm màu xanh. Màu xanh thử nha, Happy thích màu xanh. Ôi, màu xanh là không được Happy ơi, mình chỉ làm được màu trắng thôi. Thật là ngu ngốc. Thấy Happy? Một đống hãm thôi Happy ơi. Rồi, bây giờ chị Bánh Đa lựa, chị Bánh Đa cho Happy mấy miếng nè. Rồi, cho đi nha, ống khói luôn. Mình sẽ lót cho mấy chiếc máy bay này á nhiều vô nha. Đây, chiếc này nè có thảm như này nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Đó. Các bạn điểm nhấn cho nó nha. Nhìn tiếu à. Nhìn nó xịn hơn được chứ, đúng không? Mình nâng cấp nó lên Happy kiểu vậy á, đó, đẹp chưa? Có gì mình đi mình trúng cái gì nó không có bị té. Và cái này là cái đồ tăng tốc mình sẽ gắn vô cái bô đúng không? Đúng rồi, một chiếc màu xanh nè. Ừ, đó. Chị Bánh Đa coi nè, chị Bánh Đa nè. Không, nó chỉ nhấp nhẹ thế thôi. Thì nè đó. Thì chị Bánh Đa sẽ cho một chiếc màu đỏ nè, đó, dữ chưa? Nhấp lên mấy em này nhấp lên hết đây. Quá xịn luôn Happy ơi. Happy ơi, cái máy bay cũng chị chở được con heo luôn đó nha. Để chị Bánh Đa cho nó lên nè. Happy lấy cọng dây cột nó ra máy bay đi, mình chở nó đi nè Happy. Ok, để Happy lấy sợi dây nha. À, ok, chở nó đi. Thôi cho chị Bánh Đa cho con trí tuệ siêu phẩm chị Bánh Đa theo với nó đây. Đi con. Kì. Đi được có hai người chị Bánh Đa. Ồ, không chở nó theo được hả? Được. Rồi nó lên luôn. Rước hâm, mình lên đi rồi mình rước nó luôn Happy. Rồi. Happy chở nó đi. Chị Bánh Đa ngồi đâu hết? Nó ngồi rồi, chị Bánh Đa không ngồi được Happy ơi. Thì Happy chị nói rồi đó. Wow. Chị mắc cười quá. Về lại đây, quay lại đây Happy ơi, quay lại đây. Đáp đi cụ rồi chị Bánh Đa ơi. Rồi chở cụ đi luôn hả Happy? Ê, cụ vô cụ. Chở con cụ, con heo chở con cụ đi. Rồi hai đứa nó chạy. Rồi tự tụi bay chở heo đi. Ê. Trời ơi cái gì nè. Cái động cái này chị Bánh Đa ra đây. Hả, mày biết lái xe không? Nó không biết lái xe, dạ. Nó không biết lái máy bay thì bây giờ ngu quá, heo ơi. Rồi đèn với máy bay này, chị Bánh Đa rồi đó. Đây. Rồi chị Bánh Đa. Gì? Lại coi Happy chế tạo được máy bay nhiều màu lắm nè. Đâu? Oh, Happy chế tạo được nhiều màu như vậy. Màu hồng nè, màu xanh, màu cam, màu vàng và màu xám, màu đỏ, màu xanh lá cây nữa. Quá đẹp quá vậy. Vậy để chị Bánh Đa hả lấy sắp ra ngoài nha Happy. Ok. Để chị chất đồ của chị lên cho gọn, cái là chị sẽ lấy mấy cái đó chị sắp ra nhìn cho nó đẹp nha. Chị sắp màu hồng nè, màu cam nè, màu vàng nè, sắp màu xanh biển với lại màu xanh lá. Ok, vậy thì chị Bánh Đa sẽ sắp chỗ này, đập cỏ ra đi. Chị Bánh Đa đập cỏ ra cho Happy sắp nha. Ok. Đập Happy sắp theo đúng hàng của chị Bánh Đa cho đẹp nha Happy. Ok luôn. Nè, màu hồng. Đó, mình đứng vậy mình đặt là nó sẽ quay đằng trước đó Happy. Còn cắt ra hai ô đi Happy ơi. Béo. Rồi xong tới màu xanh nha. Đẹp quá chừng luôn. Cắt hai ô hình như nó cũng còn gần quá Happy ơi. Cắt ba ô cũng được nữa nha Happy. Đó, wow, màu xanh này nhìn nó dơ dơ, sao mắc cười quá Happy ơi. Nhìn đẹp mà. Ủa, màu xanh này đẹp quá nè Happy. Trời ơi, màu xanh này sáng quá chị Bánh Đa. Cái này các bạn có thể chế tạo được bằng gỗ nghe, gỗ gì cũng được, gỗ màu, bất cứ gỗ màu nào cũng được luôn nè. Cái chiếc máy bay này dễ chế tạo lắm á. Để Happy sắp màu đỏ cho nha. Rồi Happy sắp màu đỏ bên đó đi. Đó. Wow, cái màu đỏ này đẹp quá, chị đẹp luôn Happy ơi. Đúng rồi, ơ chị Bánh Đa. Gì? Bây giờ chị Bánh Đa đi lót đi chị Bánh Đa. Mình lót vô cái miếng thảm nha đúng không? Béo. Thôi chị Bánh Đa còn máy bay nè, chị Bánh Đa phải sắp ra cho hết chứ. Chị Bánh Đa sẽ sắp màu cam ra nha. Chị Bánh Đa sắp theo màu nha. Béo, đúng rồi, chị Bánh Đa biết mà. Đó, màu cam nè, đẹp chưa? Ủa, nguyên một hàng dài luôn, toàn là máy bay không? Màu hồng nhìn nó sáng quá à. Đúng rồi, chị Bánh Đa sắp màu vàng qua tới bên đây. Ui, đứng nhầm chỗ rồi, sắp nó quay ngược vô không à. Wow. Mình phải đứng đằng sau. Béo. Còn một chiếc nữa nè, đặt ra luôn. Ủa sao chị Bánh Đa còn sót cái chiếc màu xám trong này? Kệ nó thì đặt đây luôn. Ê không, đây còn một chiếc nữa, nó là một cặp nha. Wow. Xong rồi đúng không? Quá đẹp quá Happy ơi. Màu xám, màu vàng, màu cam, màu hồng và màu xanh lá cây, màu xanh nước biển và màu đỏ. Wow, đẹp quá à các bạn ơi. Happy thích màu gì nhất trong này nè Happy? Đốt chị Bánh Đa đó. À, Happy thì chị Bánh Đa biết là thường là Happy thích màu đen. Đây, chị Bánh Đa thấy cái nhà của Happy hả? À, nhà màu xanh đúng không? Nhà màu xanh thì sẽ thích màu vàng. Cái gì vậy? Vậy chứ Happy thích màu gì? Chị Bánh Đa biết chứ bộ. Nè, tại chị Bánh Đa làm bộ thôi, Happy thích màu xanh chứ gì. Với lại màu xanh lá. Được rồi, vậy thì Happy hãy lấy chiếc màu xanh, Happy chở chị Bánh Đa đi. Nhìn những cái chiếc máy bay mình làm lên đi Happy. Ờ, giờ mình chạy chiếc trực thăng nha. Chiếc nào dễ nhìn á, cũng được luôn. Rồi Happy chạy trực thăng chở chị Bánh Đa đi. Chị Bánh Đa lót thảm dưới đất chưa? Chị lót, chưa lót hết nè.
Happy ơi. Chị bánh đa. Happy Happy ơi. Vậy Happy lót động cơ, đặt cái động cơ vô đi Happy. Lót luôn rồi, đặt lâu lắm rồi chị bánh đa. Ôi chị bánh đa, Happy hay quá vậy. Happy nhanh thiệt luôn á. Happy đặt lâu. Mình đặt cái đó vô á giúp cho chiếc máy bay mình chạy nhanh hơn bình thường đó nha các bạn ơi. Lem không hề chạy nhanh nha. Lem chỉ làm kiểu thôi đúng không? Làm màu thôi. Làm màu thôi. Rồi Happy lấy máy bay ra đi. Ok, còn mấy chiếc đằng sau á màu nó đậm quá, nhìn đẹp quá. Nhìn nó không có sang trọng bằng mấy chiếc này ha. Ok, chị bánh đa giờ cho chị bánh đa lựa đó. Rồi chị bánh đa sẽ chọn chiếc trực thăng này. Này đúng không? Đúng rồi. Chờ chờ anh đa. Rồi bây giờ chị bánh đa sẽ leo lên cho Happy chở nha. One, two, three, let's go. Quá đẹp quá Happy ơi. Đã chưa? Nhìn sang trọng quá nè các bạn ơi. Quý đó. Các bạn thích chiếc máy bay màu gì nhất nè, hãy comment cho chị bánh đa biết nha. Bay tới mày luôn. Chị bánh đa thấy cái cánh ở dưới đất không? Thấy cái cánh ở dưới nhìn mắc cười, nó nhỏ xíu rồi các bạn. Bởi vì là hai cánh đó chị bánh đa. Đúng rồi. Nhưng mà hai cánh mình chế tạo bằng nhau, mà khi mà gắn cho máy bay thì một cái lớn cái nhỏ nha. Đó đẹp. Trời ơi, thấy cái nguyên cái ruộng của chị bánh đa đằng kia luôn á. Trời chị bánh đa quay máy bay nè chị bánh đa. Nè. Quá bay luôn. Ui, hôm nay bị té vô cái gì á chị Bina? Bị té cái gì vậy? Không có bị mất máu hả? Em bị té vô cái nhúng nhúng đó đó. Té vô nhúng nhúng luôn hả? Đúng rồi, em không có bị mất. Ê, bye lại con kỳ nhau chị Bina lần nữa đi Happy. Ok. Rồi, 1, 2, 3, cánh lên. Bay qua làng đi. Đúng rồi, đường này qua làng luôn. Kìa, kỳ nhau chị Bina kìa, đẹp chưa các bạn ơi? Đây, qua bên làng nè. Trời ơi, làng đẹp. Ê, có chỗ chạy nữa, bên làng có chỗ chạy nè. Happy, Happy, cái làng đó có cái nhà xe trùng màu với nhà Happy luôn kìa, màu xanh kìa, đẹp chưa? Đó. Ồ, đáp xuống nữa hả? Đáp. Làng này á là mỗi lần bắn xe nha các bạn, nhưng mà không có xịn bằng chiếc máy bay của chị Panda đâu. Nó không có bay được. Wow. Ê, có cái nhà kìa. À. Ôi, nhà trưởng làng luôn. Ui. Wow, cái đó là cái ngân hàng đó Happy. Ngân hàng đẹp đúng ha. Đúng rồi, ngân hàng để gửi đồ vô. Còn bên kia là cái chuồng ngựa. Chuồng ngựa cũng đẹp nữa kìa. Chuồng ngựa quá lớn luôn. Chuồng ngựa giờ thời này không có cưỡi ngựa nữa. Giờ mình chạy được thăng không? Đúng rồi, chạy được thăng xịn hơn con ngựa đúng không? Đúng. Vậy đó. Mình qua bên khu chợ luôn đi Happy ơi. Ok, qua bên khu chợ đúng không? Qua khu chợ kìa các bạn ơi. Happy á, chở mình qua khu chợ nha. Đó. Trời ơi, ngồi máy bay á mát mà tê tái. Đúng rồi, nghe rung rung đúng không chị Bina? Đó, tập đáp xuống này, đáp xuống. Đó, sắp tới chợ nè. Cái này là chị Bina ngồi trong cửa sổ nhìn ra nè. Đẹp quá các bạn ơi, dễ thương gì đâu á. Đó, đáp xuống. Wow, qua chợ nè. Đáp chưa. Còn ở đằng trước là cái Happy Mai á nha các bạn. Đó, Happy đáp quay rồi. Cái nhà của con nhỏ này nó bị cháy rồi. Rồi nó bị tan. Qua tới chợ rồi nè đó. Nhưng mà hôm nay chị Panda không có mua cái gì hết. Cho nên đó, mình nên đi chỗ khác đi Happy ơi. Ok mà. Rồi bây giờ mình lên núi tuyết đi Happy ơi. Có tuyết sau lưng mình nè. Đó Happy sẽ chạy lên núi tuyết nha. Cho nó đẹp. Đó. Ui, tuyết nó bay trên không. Cái này tuyết này ngộ nha. Khi mà nó rơi xuống tự nhiên nó đóng trên không hả ta? Chắc chị quá. Wow, có mấy con lạc đà ung bú ở trên là cái lọ cái nọ núi này kìa, tính là cái lầu. Bị lâu á, bị rối loạn hả Vy? Cao quá nè mấy con. Ê, mày dừng tông dưới ít núi nha Happy, là bảy máy bay á. Quẹo lên Happy ơi. Quẹo Happy ơi. Ok các bạn ơi, các bạn có thích những chiếc máy bay mà chị Panda với Happy chế tạo không nè? Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe cho kênh chị Panda với Happy nha. Bây giờ thì chị Panda bye bye và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye 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 bye. Video chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đâu nha. Không đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam đâu nha. Nhớ chưa?